Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Around ạ. Và ngày hôm nay tôi rất là vui khi được tiếp đón diễn viên Thanh Hương. Và chị là một diễn viên rất là vui tính và dễ thương ạ. Và vâng, em chào chị Hương. Chào em. Vâng, chị Hương ơi, thì theo như em được biết thì lúc trước, khoảng 2 năm trước thì chị Hương đã từng trải nghiệm cái dịch vụ điêu khắc microblading tại DK rồi. Đúng rồi. Thì chị Hương có thể chia sẻ một vài cái cảm nhận là về cái sản phẩm lông mày hiện tại của mình đúng không ạ chị? Đó thì như mọi người cũng đã thấy là hiện tại giờ lông mày của Thanh Hương vẫn nguyên đai nguyên kiện như thế, không có gì thay đổi. Sau 2 năm đã qua, chỉ có là mình thì xấu đi một tí thôi. Hôm nay thì đến đây thì Hương cũng thực ra là trong 2 năm vừa rồi Hương cũng chưa có đến một cái địa chỉ nào mới cả. Và Hương thì cũng rất là thân với em Cún. Và mỗi một khi mà có một cái công nghệ nào mới thì em Cún đều chia sẻ cho Hương. Tại vì em Cún biết được rằng là với những cái người nghệ sĩ như Thanh Hương thì cái việc là giữ gìn hình ảnh của mình rất là quan trọng. Và càng ngày mình càng phải đẹp hơn đúng không ạ? Thế nên là bây giờ thì chuẩn bị vào một cái vai diễn mới. Thì nhân tiện đây thì thực ra ngày hôm nay là Hương cũng không muốn quay một cái gì cả. Mọi người cũng thấy là Hương rất là đơn giản, không trang điểm không gì hết. Nhưng mà các em cũng nói một chút là muốn ghi lại cái khoảnh khắc bây giờ thì Hương cũng ok. Chia sẻ một chút là Hương chuẩn bị vào một cái vai diễn mới. Và vai diễn này thì nó có thiên hướng là về cổ trang. Nên là tất cả lông mày của diễn viên là gần như là không được làm cái gì hết. Dù chỉ là một chút xíu thôi, vẽ cũng không được luôn. Mặc dù là rất là tiếc bởi vì lông mày hiện tại Hương quá đẹp và Hương không muốn thay đổi gì cả. Nhưng bởi vì là cái đặc thù cũng như là cái bản chất của vai diễn nên bắt buộc là mình phải thay đổi. Yêu nghề thì phải theo nghề thôi. Cách đây 2 năm thì Hương có tới địa chỉ là Hàng Bút, nhưng hiện tại thì bây giờ đang chuyển qua địa chỉ mới là 61 Nguyễn Công Trứ. Thì Hương nghĩ rằng là các bạn nên tới đây đi, bởi vì Hương chưa thấy một cái địa chỉ nào mà nó lại làm cho Hương có thể hài lòng như ở đây. Cái này thì hơi khen một chút xíu, nhưng mà không khen không được vì các bạn làm rất là tốt. Và hôm nay thì Hương sẽ làm cái là sẽ xóa toàn bộ cái phần lông mày điêu khắc của cách đây 2 năm để quay trở lại cái lông mày cũ của Hương. Nhưng mà sau khi xong vai diễn này rồi thì Hương vẫn quay lại đây để làm một cái công nghệ mới, cũng vẫn là về điêu khắc chân mày. Dạ vâng, thay mặt đội ngũ thì em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi được nghe những chia sẻ của chị Hương. Vâng ạ. Và bây giờ thì em sẽ mời chuyên gia bắt đầu thực hiện quá trình laser cho chị Hương nhé. Chị Hương ơi, chị có sợ đau không ạ? Chị rất là sợ đau. Nhưng mà nếu mà chị nhớ không nhầm thì cách đây 2 năm chị làm thì chị không thấy đau. Vâng. Và hôm nay thì chị nghĩ rằng cũng sẽ không đau đâu. Tại vì nếu đau thì chị sẽ không làm. Lúc trước khi mà làm thì chị cũng hỏi các bạn ở đây ấy là vâng ạ. Khi mà mình xóa thì nó có đau không? Thì các bạn nói là chắc chắn là sẽ không đau. Vâng. Thì bây giờ Hương đang chờ xem nó có đau hay không đây. Dạ, em bắt đầu chị nhé. Và bây giờ thì hiện tại những chuyên gia của chúng tôi đang thực hiện cái quá trình laser chị Hương rồi. Và như mọi người có thể thấy thì cơ mặt của chị Hương không hề thay đổi, rất là dễ chịu. Okay, không đau mọi người nhá, không đau một tí nào cả. Và khi tia laser tác động lên trên cái vùng da lông mày của chị Hương thì chúng ta có thể thấy thì vùng da không hề bị ảnh hưởng và đặc biệt là không bong tróc này và không chảy máu. Và bây giờ thì em xin chuyên gia dừng lại một chút xíu, một tích tắc để em có thể chụp lại một cái ảnh có thể xem được cái độ rõ rệt nhá. Và với cái công nghệ siêu laser Picomark tại DK này thì như chúng ta có thể thấy thì vùng da không hề bị ảnh hưởng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lông mày không hề có cái hiện tượng là bị cháy trụi. Vâng, em xin mời chị Giang thực hiện nốt phần còn lại ạ. Và theo như em được biết thì lúc trước chị Hương trước khi làm lông mày mới ở tại Hàng Bút, ở cơ sở cũ của DK thì đã cái tình trạng lông mày cũ của chị Hương là bị trổ xanh này. Đó, và nó khá là đậm mà chị đã từng hút một lần rồi đúng không ạ? Đó, và ngày hôm nay thì chắc chắn là cái công nghệ mới này sẽ không làm chị Hương thất vọng. Đó, vì như mọi người có thể thấy thì quá trình diễn ra rất là nhanh. Chưa đầy 30 giây thôi mà chúng ta đã thực hiện xong hết toàn bộ rồi. Đó, vâng, và chị Giang ơi thì không biết là cái tình trạng lông mày này của chị Hương thì chúng ta sẽ cần phải tiến hành laser bao nhiêu lần ạ? Với cái tình trạng như của chị Hương này chắc chỉ khoảng tầm đôi ba lần thôi. Ba lần là chị đã có thể làm mày mới rồi. Dạ vâng, và mỗi lần nó sẽ cách nhau bao nhiêu ngày hả chị? Khoảng tầm một tuần là chị Hương đã có thể hút lại. Vâng, thì cũng không phải là quá dài đúng không ạ? Và so với những công nghệ khác thì đây là một cái công nghệ mà đã rút ngắn thời gian gấp 3 đến 4 lần rồi. Và em chắc chắn là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái quá trình chị đi quay đâu đúng không ạ? Dạ vâng, và chúng ta vâng, em xin cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Cảm ơn em. Vâng cảm ạ. Và chúng ta hãy cùng chờ đón cái kết quả cuối cùng của chị Hương nhé mọi người nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào cả nhà.